Xoay quanh về vụ việc đầy thương tâm của chàng thanh niên 21 tuổi có nickname Mèo Béo ra đi vì tình yêu với cô gái hơn tuổi Đàm Trúc. Một nữ MC khi đưa tin trên sóng truyền hình đã phải nức nở, đứng không vững vì quá xúc động. Những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc và cả Việt Nam đã không ngừng lan truyền câu chuyện về nam thanh niên với biệt danh Mèo Béo, sinh năm 2003, Hồ Nam, Trung Quốc, chọn cách bồng bột do tình cảm với bạn gái gặp trục trặc. Ngay sau đó, mạng xã hội đất nước tỷ dân đã phải đồng loạt dậy sóng, chỉ trích gay gắt đến cô gái Đàm Trúc. Tố cô là kẻ lợi dụng, đào mỏ người yêu đến mức ra đi nhưng vẫn không đón nhận tình cảm. Làn sóng thương tiếc, đau đớn cho gia đình Mèo Béo bao trùm cả Trung Quốc. Hàng nghìn những lời cầu nguyện, mong Mèo Béo ra đi thanh thản đã được để lại. Trên cầu ngay hiện trường Mèo Béo ra đi, người dân khắp nơi đều đổ về để gửi những đóa hoa tiễn đưa anh về thế giới khác. Vụ việc nhanh chóng được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truyền thông Trung Quốc bắt đầu đưa tin trên nhiều kênh phương tiện truyền thông. Mới đây, trên sóng một bản tin của một kênh truyền hình tại đất nước này, những người thực hiện bản tin, dẫn dắt chương trình cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc đến chàng trai trẻ bạc mệnh này. Cụ thể, một nữ MC bản tin khi đọc bản tin đưa tin về Mèo Béo đã không thể làm chủ cảm xúc khi nhắc đến tên chàng trai. Cô bất ngờ nghẹn ngào, rơi nước mắt, nức nở không thể đứng vững mặc dù đang lên sóng trực tiếp của bản tin. Đoạn clip nữ MC bật khóc đã nhanh chóng được netizen Trung Quốc chia sẻ rầm rộ, thể hiện sự thương cảm cho Mèo Béo, đồng thời thấu hiểu cho cảm xúc của nữ MC, cảm xúc mà tất cả người dân Trung Quốc đều đang có chung trong tâm trí. Nữ MC sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục dẫn dắt bản tin cho đến hết. Tuy là một sự cố, điều mà các MC khi lên sóng đều không hề mong muốn, tuy nhiên trong trường hợp này nữ MC bản tin trên không hề nhận bất kỳ một lời trách móc nào. Bởi trường hợp của Mèo Béo là câu chuyện quá đặc biệt, khó ai có thể cầm lòng khi được nhắc đến. Ngày Mèo Béo được thông báo đã không còn, chị gái của nam thanh niên đã có những thông tin với truyền thông nghe xong ai cũng xót xa. Người chị cho biết, trong thời gian yêu nhau, Mèo Béo đã liên tục làm việc chăm chỉ 15 tiếng, không dám ăn ngon, mua sắm. Toàn bộ số tiền mà chàng trai này kiếm được đều được chuyển thẳng tới bạn gái trên danh nghĩa quà tự nguyện để cô thoải mái đi du lịch, mua sắm, ăn tiêu trong suốt 2 năm bên nhau. Tuy nhiên, đáp lại sự nỗ lực của Mèo Béo, cô bạn gái đã bất ngờ nói lời chia tay chỉ một tháng trước kế hoạch đăng ký kết hôn của cả hai. Dù hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng Mèo Béo vẫn cố gắng cày game thuê mỗi ngày, sống tàn tiện. Mỗi bữa chỉ đặt đồ ăn bên ngoài với giá 10 nhân dân tệ, khoảng 30.000 đồng, thậm chí bị nôn ra máu cũng không có tiền đi khám bệnh. Hai người vốn tính đến tháng 5 sẽ đăng ký kết hôn nhưng Đàm Trúc từ tháng 4 bắt đầu muốn chia tay. Mèo Béo đã đặt 760 bông hoa tặng bạn gái và chuyển cho cô 66,666 nhân dân tệ, khoảng 239 triệu. Hiện tại dù cô gái Đàm Trúc đã ra mặt gửi lời xin lỗi nhưng cộng đồng mạng vẫn không chấp nhận, tiếp tục chỉ trích gay gắt. Thậm chí bố của Đàm Trúc còn thông báo gia đình đang gặp nguy khi nhiều người đòi tìm tận nơi để xử.